Xin chào anh chị và các bạn đã tới kênh Vượng Len. Trên kênh Vượng Len thì đã có rất nhiều các video chia sẻ về tầm nhìn của các tầng. Tôi có để lại đường link video ở phía dưới, anh chị có thể xem tham khảo. Còn hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ tầm nhìn cũng như là độ cao thực tế khi ở tầng 18 để giúp cho anh chị chọn lựa được tầng phù hợp nhất. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại tầng 18 của tòa S401 ở căn hộ 1 phòng ngủ cộng 1 nhà vệ sinh. Các loại căn hộ này thì đều có nhược điểm là cục nóng điều hòa sẽ trườm xuống cửa ban công nên là nhìn sẽ hơi chướng. Căn này thì có ban công là hướng đông bắc, lệch về hướng bắc nhiều hơn nên là sẽ không lo vấn đề về nắng chiếu vào căn hộ. Ở trên mặt bằng thì tôi có đánh dấu khung màu đỏ thể hiện căn này. Do căn hộ này thì nằm lọt ở giữa nên là sẽ bị hai căn góc ở hai bên chắn mất tầm nhìn. Bây giờ chúng ta sẽ xem thực tế. Như trong video thì anh chị sẽ thấy là phía trước là đã bị một căn hộ chắn mất tầm nhìn. Bây giờ thì chúng ta sẽ quay phía dưới để cảm nhận về độ cao của tầng 18. Với tầng chung như thế này thì sẽ giúp giảm thiểu được tiếng ồn và bụi ở phía dưới hơn. Nhìn thẳng ở phía trước thì hiện tại sẽ có tầm nhìn xa. Chúng ta có thể thấy là nhà để xe ô tô màu xanh và khu nghĩa trang lớn nhất trong dự án Vinhome Smart City. Nhưng đó chỉ là tầm nhìn tạm thời, vì trong quy hoạch thì ở khu vực hai ô nước khung màu đỏ thì sẽ xây dựng 5 tòa chung cư nữa nên là tầm nhìn sẽ bị chắn. Anh chị có thể nhìn thấy mô tả góc nhìn bị chắn qua mặt bằng này. Hy vọng là qua video ngắn trên thì anh chị sẽ cảm nhận được rõ hơn về tầm nhìn cũng như là độ cao của tầng 18 để có thể đưa ra được quyết định chọn được tầng phù hợp nhất. Video cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn anh chị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở các video sau.